Đây, gia đình thì dùng cái nhãn này từ cách đây 4-5 năm rồi. Giống nhãn thì đa số là giống nhãn cổ, lấy giống nhãn Hưng Yên về để dòng. Ưu điểm của nhãn thì cái nhãn Hưng Yên này, thứ nhất là chia quả, thứ hai là quả to, có mẹ này, ăn cũng có vị, nói chung là đủ đường, mà chăm sóc thì dễ chăm sóc, không phải không mất nhiều công sức hơn cây khác. Gia đình chúng có bao nhiêu cây cái nhãn cổ thụ như này? Cổ thụ thì khoảng 20-30 cây thôi. Cây 15 năm tuổi, 20 năm tuổi thì nhiều, còn cây cổ thụ 100 năm chỉ có 20 cây. Cái nhãn này là tuổi đời nó được bao nhiêu tuổi mà? Cây này 100 năm rồi. 100 năm tuổi. Sau khi ghép xong cái hiệu quả của nó như thế nào? Cây này thì hiệu quả tốt nhất là cây nhãn già, càng cây nhãn già mà nhãn to ghép ăn bao giờ chất lượng nó cũng hơn cả cây nhãn bé. Nhưng mà nó ghép vào thì ăn quả nó cũng đẹp mà ăn nó chất lượng hơn. Nhiều điểm nếu mà nhãn ở Hưng Yên mang đến Thái Bình thì rất là phù hợp. Tại như ở vườn nhà thì tôi cũng đã làm rồi mà cũng đã trải nghiệm rồi. Cũng biết là phù hợp với cái đất Thái Bình. Từ 3 năm trở lên thì mình được thu hoạch. Năm thứ đầu tiên thì bỏ. Năm thứ hai bắt đầu mình cũng cắt tỉa dần đi thì để cành là hiệu quả thì mình để xong cái năm thứ ba thứ tư thì nó cho được nhiều trái. Bà con ở đây cũng thấy cái gia đình của tôi thì đã trồng được mà cũng hiệu quả, bà con cũng đang cũng giờ cũng đang mở mang và vừa cưa và cắt để ghép giống nhãn Hưng Yên vào để cho có hiệu quả. Cái nhãn của Thái Bình thì cũng đã được nhân dân trồng rất nhiều năm nay. Thế và cây nhãn đến thời điểm này gọi là cây chủ lực của địa phương. Thế và cái hiệu quả kinh tế đem lại cho bà con nhân dân này nói là rất có hiệu quả. Thế và là cái nguồn thu lớn của các hộ dân của trên địa bàn của xã. Thế và để mà nhân rộng cái mô hình mà nhãn của xã Thái Bình nên thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì trong năm qua thì là cũng tập trung chỉ đạo hướng dẫn bà con nhân dân để nhân rộng cái mô hình nhãn, cụ thể như là triển khai các dự án cắt ghép và cải tạo nhãn chất lượng cao của xã để đem lại cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn, lựa chọn những cây mà nó hiệu quả tốt thì sẽ đưa vào nhân rộng cái mô hình nhãn của xã Thái Bình và tiến tới sẽ xây dựng cái mô hình giới thiệu cái sản phẩm xây dựng cái nhãn hiệu nhãn của xã. Nói chung thì đến cây nhãn đến đây thì diện tích thì trong nhà thì cũng đủ rồi, chỉ có bà con dân làng thì có nhân rộng thêm, còn trong gia đình cũng đã dùng kín hết. Năm nay thì so với mọi năm thì nó thứ nhất là nhiều nơi thì nó cũng mất mùa, nhưng bán thì theo cái giá năm nay thì nó cao hơn mọi năm gấp đôi lần.